những lúc mà mẹ giận mẹ buồn thì con làm gì cho mẹ vui? Con lại con ôm hôn với con bóp một cái. Hả? Bóp cái gì? Hết cái đó đó chị. Cái đó là cái trên hay cái dưới? Cái trên này. Chồng nó chửi nó đi ngang quá làm cái sạc một cái trời nó đau muốn chết luôn mà. Cái đó đã lắm chị, nó lạ lắm luôn á. Mà em phải như vậy em mới đã em được. Trời ơi. Thôi nó nói nha. Ba con nói là hồi đó giờ cưới má mấy chục năm trời chưa hửi được mùi thơm của má. Nên là hả nay con tặng má chai dầu thơm, có gì má về má xịt cho ba hửi nha. Trời ơi. Cô là tên là Nguyễn Thị Thu Hà, cô sinh 1970. Mẹ chồng quê ở đâu? Quê thì ở Quảng Ngãi nhưng mà vô thành phố mấy chục năm rồi, ba mấy bốn chục năm rồi. Mình làm công việc gì? Thì cũng phụ giúp gia đình nội trợ. Có mấy đứa con? Dạ cô thì được hai đứa. Hai đứa hả? Rồi. Dạ xin mời chị ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh. Chào chị Lê Lộc. Chào quý khán giả. Con tên là Ngô Diệp Phương Nguyên, năm nay con 25 tuổi. Dạ con làm gia công mỹ phẩm. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Nhưng mà có năm thứ 2.5 là bị gãy gánh chút xíu. Ủa lần sau? Gánh lần sau? Chia tay nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Khoảng thời gian nó lâu không? Dạ cũng năm mấy 2 năm á. Trời. Rồi xong rồi cái hai đứa quay lại. Tức là con lấy chồng. Dạ. 2.5 năm, hai chồng chia tay. Dạ đúng rồi. Rồi con có bước thêm bước nữa dạ, không? Dạ có, con có bước thêm bước nữa. Con có một em bé nữa. Rồi. Hả? Là với người chồng thứ hai. Dạ đúng rồi. Sau đó rồi quay trở lại với chồng con cũ. Con chia tay chồng sau. Dạ. Rồi con quay lại chồng cũ. Tại vì chồng cũ con thấy con hay đăng status buồn rồi á, cái đầu cái ảnh lúc đó ảnh bên Hàn Quốc á, cái ảnh nhắn tin hỏi thăm rồi tâm sự rồi á. Lúc đó chưa có quay lại, khi mà con đẻ xong rồi đó ảnh về nước á. Rồi ảnh mới hai đứa đi chơi rồi mới quay lại, lúc nào con cũng biết. Cuộc đời cũng chân chuyên quá hả? Dạ. Cái này chắc mẹ cũng đau đầu dữ mẹ ha. Đau đầu. Mình kể lại cái chuyện hồi xưa chút xíu đi ha. Dạ. Cái lần đầu tiên cô gặp mà Uyên á, cô cảm nhận cái chị này như thế nào? Thì lần đầu tiên thì hả, nó đi chơi về nó mới kêu cửa cô. Thì cô mở cửa thì cô thấy dắt bé này vô mà lãng lãng trốn lên lầu. Cô mới hỏi giờ chị dưới về với con. Nó mới kêu là người yêu con. Cô mới thấy nó còn nhỏ quá, cô mới dạy nghe thơ. Ráng 3 năm nghe con, chứ để rồi nó còn nhỏ quá, tội nghiệp nó chưa hiểu biết gì. Cũng gần 1 năm vậy, đang đi công chuyện gì nó kêu má con có bầu 2 tháng mấy rồi. Đó, đó. Đâu có đâu á, 6 tuần 5 ngày. Trời nhớ luôn 6 tuần 5 ngày luôn đó. Cô mới nói là sao bây giờ có thì bây giờ giữ chứ bây giờ biết làm sao. Dạ. Rồi có cưới không cô? Có. Dạ. Rồi tổ chức đám cưới. Dạ lúc đầu mẹ gia đình con, mẹ con không có cho cưới. Cái xong rồi con cuốn đồ qua nhà má ở luôn. Rồi bao lâu mình mới con ở được tháng mấy 2 tháng á, cái cha con đi năn nỉ mẹ con rồi cái xong mẹ cho cưới. Mới vừa 3 tháng mấy là hai đứa nghe kêu hai bên chấp nhận rồi mừng quá. Đi cái bị té xe gã mấy cái răng luôn. Trời đất ơi. Vui quá mà. Dạ, vui quá. Mình vui quá mình đua xe luôn hay sao? Dạ không, người ta chạy ngược chiều, người ta đụng hay chồng em á. Trời ơi, chồng có bị gì không? Dạ không, có mình em bị à. Bắt đầu á hả là nó điện cái má ơi, lên bệnh viện, con đang nhập viện. Trời ơi, quảng hồn quảng. Mà lúc đó mình đang có bầu nữa không? Dạ đúng rồi, đang có bầu. Có 3 tháng mấy à. Mà té nặng lắm, gãy mấy cái răng nè, rồi máu tai cũng chảy nè, rồi ở dưới cũng ra luôn. Mình nghĩ là chắc là xong rồi. Cuối cùng á chữa xuống bệnh viện Hùng Vương thì cứu được. Dạ. Đứa nhỏ, bé thì không có sao, con thì không có sao. Mà con dâu thì đỡ gã mấy cái răng thôi, nhưng mà đám cưới thì không có cười được. Dạ, dạ. Chưa dạ. Có chồng được, mới có chưa được có 20 ngày, niên cũng không được luôn. Trời ơi. Gắn tạm gì cũng không được đó, em mỉm rồi. Cháu rồi đúng không? Không dám cười không được. Không dám cười. Không dám cười luôn. Rồi bé này, bé lớn này được nhiêu rồi? Dạ bé lớn con được 5 tuổi rồi. 5 tuổi? Dạ. Con cảm nhận thế nào về mẹ chồng con cái lần đầu tiên gặp mặt á? Dạ lần đầu con tưởng đâu mẹ con dữ lắm. Nhưng mà con chào hỏi xong con thấy mẹ kêu đi lên đi, ba mày ngủ rồi, đi lên đi. Con chồng con chạy lên lầu luôn. Ngày đầu tiên về đó hả? Dạ. Lên luôn á hả? Dạ lên luôn. Vậy là mẹ cũng muốn cháu rồi. Rồi sau đó rồi cưới về rồi mọi chuyện có
tốt đẹp không? Dạ cũng tốt đẹp, mà có điều là em không có biết nấu ăn gì hết á. Mẹ với ba tập nấu cho em mà em nấu gì cũng mặn hết á. Rồi nó có chỉnh sửa được không? Dạ nói chung là tùy tâm trạng, có như khi là cái món nào mà con nó nấu ngon á thì là bé Yên nấu, còn món nào mà nó dở thì nó kêu chồng chồng ba má nấu chứ không cứ vậy quá. Chắc sao chuyến này là biết bài hết rồi má. Nhưng bởi vì nó làm dâu còn trẻ quá mà, vậy con có biết cách chăm sóc con này kia không? Dạ không, con đẻ xong là cái con giao cho má con luôn rồi. Nó đẻ xong, như là đẻ xong là một tháng á, là cô nằm chung với nó là một tháng, xong nó kêu một tháng là đi ra ngoài được rồi má. Kêu ừ đi ra ngoài được rồi con. Vậy là bắt đầu là hai vợ chồng nó đi suốt ngày suốt đêm, ngày nào cũng đi suốt ngày suốt đêm. Con cái cô nuôi mấy năm trời mới tới bây giờ. Đi đâu mà đi suốt ngày suốt đêm vậy? Thì đi chơi miết nhỉ. Đi chơi chơi với con bán làm. Đi làm mỹ phẩm đó. Trong mấy cái năm đó nó có làm dâu không? 2 năm rưỡi đó. Dạ có. Có nhưng mà cái kiểu là ở trong nhà mà cô thì thoải mái lắm, nó muốn làm gì thì làm. Làm dâu làm được gì kể chú nghe. Dạ đi. Con quét nhà lau nhà nè chú. Chỗ rửa chén hơi bị ghê luôn á. Vậy hả? Dạ rửa chén thì ai cũng rửa được hết. Dạ em rửa chén là có 5 cái chén đúng không? Là em bể hết 3 cái rồi đó. Cũng như là nó rửa chén rửa dĩa là cũng như là na sắm cái này cũng như là hả, khoảng 1 tháng 2 tháng là sắm tiếp. Nó bể miết thôi. Em rửa rồi hay là em đập? Em rửa thiệt. Nó đập nên nó vừa rửa vừa đập hả? Nhưng mà hai mẹ con mình có hợp nhau không? Dạ hợp. Má em cái gì cũng được hết á. Ăn uống thì chắc hai mẹ con hợp hả? Dạ hợp đó. Có mỗi lần em kêu má hôm nay ăn gì vậy má? Cái gì cũng được, con cứ nấu cái gì cũng được hết á. Cái lát hồi cái má nói hôm nay con nấu hơi mặn nha. Hôm nay má hôm nay dở nha má. Má dở nha, hôm nay má nha, còn nào ngon con nha. Má biết rồi. Trời ơi. Má chồng hiền quá trời hiền luôn vậy đó. Má chồng thấy là hợp với con dâu điều gì? Thì nói chung nó còn nhỏ quá, với là cái tính tình nó vui vẻ lắm, hoạt bát lắm. Lúc nào cái miệng cũng tí lia. Kiểu nó ăn nó lúc nào cái miệng nó tí lia, cứ nó về là cái miệng nó tí lia thôi. Vui nhà vui cửa ha. Vui nhà vui cửa. Rồi mình hợp với nó về quần áo hay là đi chơi hay là ăn uống gì mình hợp không? Thì cũng như là hai mẹ con cũng như là cái gì cũng hợp hết á. Có cái gì là cứ má ra chịu đòn hết. Thì vợ chồng nó cứ con thì 2 năm mấy rồi mà nó gan lắm. Khổ mà cô dạng hoài à. Con ơi, mình con gái đàn bà mình đừng có gan quá. Lúc nào đi cũng đi với chồng. Mà cứ thằng con cỡ cái xe đi một xíu của nó kìa. Má, anh đi rồi kìa. Dạ thì thôi con chạy theo đi. Bây giờ mình phải biểu nó chạy theo, chứ nếu mà mình để nó ở nhà thì nó gan. Dạ. Nó gan lắm chịu không nổi. Trời ơi, đâu có vụ gì đâu á. Con thấy gan lắm. Con không hợp với mẹ chồng con. Con thấy cái gì con cũng hợp với mẹ con. Tại mẹ con chiều con quá đó. Dạ. Mẹ có điều nào mà chưa hài lòng với con dâu không? Nói chung là cô thì cái gì cũng là hài lòng hết, nhưng mà con cái gan quá. Gan quá. Cô chỉ yêu cầu khuyên là đừng có gan quá là được rồi. Con gan quá con mất hạnh phúc. Đúng y chang luôn cô. Cái câu cô nói đúng y chang luôn. 2 năm mấy là gã gánh. Yeah. Là lúc đó là cô đi qua Hàn Quốc không có nhà. Đùng một cái cô nghe kia thì hả, bé Yên đi về biển rồi. Nhiều lúc đó con ly dị chồng, con có nói với mẹ chồng không? Dạ má cũng điện về cho con. Có nói. Má điện về cho con. Mà lúc đó chắc cái suy nghĩ của con nó chưa có nó tới á. Lắm, nó chưa tới. Điều gì mà căng thẳng tới mức phải ly dị nhau? Bữa đó là hai đứa đánh lộn. Xong con ẩm con, với con đi trong một cái trời mưa bão bùng như vậy á. Đầu tóc bù xù vậy nè. Ảnh không đi kiếm con. Anh đi kiếm người yêu cũ của ảnh. Con chịu không nổi thôi, con ly vậy luôn. Trời đất ơi. Mà sao biết ảnh đi kiếm người yêu cũ? Tại vì cho tự mình suy diễn ra. Không, có thiệt nha. Bạn của con điện FaceTime cho con đi uống cà phê, mà bạn con nói chụp con kêu thôi mày gọi cho tao đi, tao mới tin chứ mày ghép sao được. Cái nó chụp con thấy rõ ràng luôn rồi, chết rồi, con kêu mày chụp lại cho tao nha, về thì kỳ này tao chết chắc là đúng thiệt luôn. Rồi ly dị luôn. Dạ. Quyết định một cái rột luôn. Một cái sẹt luôn. Một cái bụp luôn á chú. Con không có bàn với mẹ chồng con luôn? Dạ không luôn. Không luôn. Trời đất ơi. Rồi sau bao lâu thì con lấy chồng tiếp? Chắc cũng gần năm sau á. À. Con cũng mới thôi đây được gần năm thôi. Là cũng mới quay trở về? Dạ, mới quay trở về thôi. Trời vậy hả? Tức là còn suy nghĩ dạ. Non quá con. Dạ. Con còn gọi là còn trẻ quá đó. Suy nghĩ chưa có chín chắn. Rồi khi mà trở lại với chồng trước á, thì nói chuyện với mẹ làm sao? Lúc đó giấu. Giấu đâu, hai đứa con đâu có cho ai biết đâu. Khúc sau má mới để ý má biết. Như lúc con chia tay với chồng thứ hai nè. Là con đang có bầu luôn, con ở con mình con à. Rồi con quay về chồng cũ là cũng đang có bầu mà chồng cũ con biết không? Dạ biết chứ, chồng cũ con biết khuyên con. Có lúc mà đi đẻ, đi khám hay đi đẻ vậy anh cũng kêu đi khám sao về nhớ nói chồng nghe không?
Đi đứng cẩn thận nghe không? Đi chơi nhớ về sớm nghe chưa? Đang có bầu đó nghe chưa? Có nói tâm sự mẹ chồng điều đó không? Dạ con cũng đâu có kể cho mẹ con nghe đâu, con giấu mà. Rồi sau đó cô biết, khi nào cô mới biết? Thì hả, cô ở bệnh á, là sau này cô nghe nó đẻ xong rồi cái nó kêu thì má ơi, hai đứa con quay lại rồi nha, về nhà mình nữa nha má. Kêu cái gì? Thiệt không? Kêu thiệt. Kêu thì bây giờ quay lại thì vừa quay lại, vừa cô biết làm sao bây giờ hả, còn cháu mình nữa, cháu nội nữa. Rồi thôi thì kệ nó đi, nó quay lại. Nhưng mà lúc mà đó thì cô có biết là bé này có thêm bé nữa chưa? Có, tại vì cái lúc mà nó có bé này có bầu á. Em với má đi cà phê hoài luôn á. 5-6 tháng là cái bụng thì chà bá mà cứ ngà tới. Mẹ bên kia không chữa, cứ chữa mẹ này đi, đi đi uống cà phê rồi đi đi tâm sự không à. Bây giờ hả, mình thấy nó còn nhỏ quá, mình khuyên hoài, khuyên vĩ mà nó không nghe, thôi kệ nó ráng nó chịu. Tới cái ngày mà nó đi nổ mà nó đám cưới người sau á, cô ở bên nó, cô khóc á. Cô khóc xong là cô mới nhắn tin là mẹ không ở gần con, mẹ không có gửi gắm được cái gì. Mẹ chỉ là chúc cho con hạnh phúc thôi. Là bắt đầu là cô khóc bỉnh quá trời, là cô nghe tin vậy thôi. Rồi cô cũng chấp nhận luôn, chứ bây giờ con cái nó khờ quá, nó lỡ rồi bây giờ làm sao? Mình phải chấp nhận. Như vậy là mẹ chồng rất là thương con luôn. Con mà gặp mấy người lớn tuổi mà bà chồng khó là cũng không đơn giản đâu. Dạ. Yeah. À. Rồi lần này trở về rồi mẹ có chỉ bí quyết gì để giữ trời kỳ này em nấu hơi bị ngon luôn á. Vậy hả, có thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi. À, hả? Cô thấy thay đổi không, như nhiều không cô? Thì cũng có thay đổi, cũng như là bớt công việc nhà cửa thì không có bề bộn. Chứ lúc trước á hả, cô mà đi đâu một cái cô về là thôi, nó gặp cái gì là nó để nguyên si cái đó, nó không có dọn dẹp đâu. Dạ. Nhưng mà mình nói rồi, rồi cũng rồi nó kêu dạ. Dạ sao nó chặt nó đi đâu mất, rồi mình cũng phải dọn. Bây giờ về thì cũng đỡ rồi. Rồi có bớt ghen chưa? Cũng hơi bớt rồi, nhưng mà vẫn còn con. Vẫn còn nữa hả? Cô khuyên rồi, cô kêu con gái mình phải trang điểm sửa soạn đồ lên. Với lúc trước cứ xìu xìu ảnh ảnh đi, không có sửa soạn này kia cái nọ nào. Cô bận đồ của má không luôn chị. Cô sợ chồng bỏ cô mà cô khuyên nó. Dạ. Chồng nó đẹp, nói chung là đẹp trai. Mình sợ chồng bỏ, mình khuyên con mình cứ ra đường rồi con đánh phắng đánh kèm, có gì mà chịu cho, cứ cái đồ nào đẹp con cứ con sắm con mua đi. Rồi nói má mua cho không? Cuối cùng cũng ly tán. Cô cũng sợ luôn, rồi sao cuối cùng rồi đấu lại thì nói chung là mình là người lớn rồi, nhưng mà bây giờ con cái nó lỡ rồi, bây giờ mình tha lỗi cho nó, chứ giờ con không biết nói cái kiểu gì vậy đó. Nhưng mà cô thấy cái nàng dâu này là giống như là có thể hiện tình cảm với mẹ chồng nhiều không? Thì lúc nào nói chung là có một cái chuyện nhỏ xíu gì, nói chung là cũng về tâm sự với mẹ đó. Mà mẹ thì bên dâu hơn là con trai. Con trai thì cứ bị chửi hoài, nhưng mà nó là cô bên hơn. Những lúc mà mẹ giận mẹ buồn thì con làm gì cho mẹ vui? Con lại con ôm hôn với con bóp một cái. Hả? Bóp cái gì? Bóp cái đó đó chị. Cái đó là cái trên hay cái dưới? Cái trên này. Em phải nói rõ chứ. Lại em ôm hung rồi. Kỹ gì vậy con? Bóp gì kệ ta. Để chị biết chị về chị bóp má chồng chị. Nhiều lúc đó, cô đang đi ở ngoài đường vậy, nó đi ngang qua, chồng nó chửi nó đi ngang qua làm cái sạc một cái, trời nó đau muốn chết luôn mà. Ai nhìn kêu không hiểu luôn, cứ kêu con ruột cô đâu biết con dâu đâu. Trời ơi chơi kỳ em. Em thích vậy, cái đó đã lắm chị, nó lạ lắm luôn á. Mẹ kêu đau muốn chết mà em kêu đã. Mà em phải như vậy em mới đã em được. Trời ơi. Ông thay nó nói nha. Hôm nay á là con lên đây con muốn nói gì với mẹ chồng của con không? Dạ có. Bây giờ nè đứng lên để ôm mẹ chồng, tình cảm này kia, có xin lỗi mẹ chồng cái gì đó, muốn nói gì tạo dấu ấn gì làm đi con. Làm gì nữa đó gì con? Thôi đây là cái để về nhà em, còn có cái một món quà bí mật con dành cho mẹ. Ba con nói là hồi đó giờ cưới má mấy chục năm trời chưa hửi được mùi thơm của má. Nên là hả nay con tặng má chai dầu thơm, có gì má về má xịt cho ba hửi nha. Trời ơi. Rồi má cảm ơn con nhiều. Mẹ, mẹ chồng thấy sao? Thì nói chung là nhờ cái chương trình này á, cô chỉ muốn là khuyên bé Uyên là bớt ghen lại để giữ được cái hạnh phúc của trọn đời. Và má là kêu anh đừng có chọc con nữa, má tặng là chọc con hoài. Cô mừng rồi, mà nó biết ưa ghen nên nó cứ nó chọc hoài, mà bây giờ con không biết nói sao, cứ khuyên thôi, bây giờ khuyên trước đã về nó con mình sao. Dạ.
gửi tặng gia đình một cái kỷ niệm của chương trình. Dạ, dâu. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là vui nhưng mà rút kinh nghiệm. Có chuyện gì tâm sự với mẹ chồng, bởi vì mẹ chồng rất là yêu con ga, con dâu. Dạ. Thương con dâu ha, và mẹ chồng tư vấn cho. Con cũng thay mặt chương trình gửi cô phần quà, đó là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. À, còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6 trong 1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dành tặng gia đình em ha. Dạ, cảm ơn chị. Còn đây nữa, đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và em đã đến với chương trình. Dạ, dạ, cảm ơn. Chúng ta vừa đến với câu chuyện đầu tiên, nói chung là đầu tiên nó cũng hơi rối rối chút. Thì sau đó có một cái hậu cũng đẹp. Nếu mà họ biết kết nối, họ biết chia sẻ với nhau, hiểu nhau thì đây là một cái mối lương duyên có thể rất là chặt. Bởi mẹ chồng rất là yêu thương con dâu, và con dâu cũng thế. Vấn đề là càng ngày cô ta sẽ có một cái suy nghĩ chín chắn hơn với sự tư vấn của người lớn. Xin chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Tôi không có ấn tượng với gái thành phố. Huyện gái thành phố mà không có biết nấu ăn, không có biết làm gì. Em nói trong bụng sao mặt mặt mẹ căng dữ vậy ta, khó lắm hay sao vậy? Trời ơi chị ơi, con tim nó đẻ rớt rồi, thấy vô trong bệnh viện nằm đấm. Xin mời. Chào cô. Dạ, dạ chào mời cô. Cô ngồi ạ. Dạ chào chị, xin mời chị ngồi ạ. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết hả? Dạ, tôi tên Nguyễn Thị Xuân, năm nay 63 tuổi, hiện ở Bình Thạnh. Đây là con dâu tôi. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Lê Lộc. Em xin chào khán giả của chương trình. Em tên là Huỳnh Trần Cẩm Tiên, em năm nay 27 tuổi, em là con dâu của mẹ Xuân. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chắc cũng gần 10 năm. Trời. Lấy chồng sớm làm gì? Ba đứa con rồi. Wow. À, ba đứa con rồi hả? Mấy trai mấy gái chị? Dạ một trai hai gái. Một trai hai gái. Quá giỏi. Khỏe luôn. Thiệt rồi. Thiệt là giỏi luôn. 27 ba đứa. Còn đây có người hai mấy mà nó chưa có dấu hiệu gì hết luôn. Từ thấy từ. Thấy giỏi chưa? Từ từ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Thật sự mà nói á, lúc đầu á mà con trai đưa về á, thì tại vì cũng ở thành phố, mà tôi thì cũng ở thành phố, tôi không có ấn tượng với gái thành phố. Viện gái thành phố nó không có biết nấu ăn, không có biết làm gì. Thành thử nó dắt về thì mình nhìn thấy thì được thôi. Nói chung là cái bên ngoài thôi, nhưng mà chưa biết cái tấm tình nó như thế nào nên cũng chưa có ấy. Nhưng mà sau đó thì nó về cái nó xuống bếp, cái nó cũng nấu lẩu, nấu đồ lên ăn. Thì thực sự mà nói á, thì cũng không vừa mình lắm đâu. Nhưng mà thôi, thấy nó cũng biết vô bếp rồi cái cũng biết cái nên từ chỗ đó mới có cảm tình. Dạ. Nói chung là cô có cái dấu ấn không tốt về gái thành phố. Con á nha, phải tập nấu ăn này vậy kia. Vậy chắc mốt còn về quê không? Không, thường á là ngày xưa thôi, giờ phụ nữ thành phố nấu ăn giỏi lắm cô. À, có thể lúc đó em còn trẻ quá thôi. Dạ. Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên gặp mẹ chồng em thấy sao mặt mẹ hơi khó khó, căng căng. Em nói trong bụng sao mặt mặt mẹ căng dữ vậy ta, khó lắm hay sao vậy? Là mấy lần đầu tiên em không dám nói chuyện. Cái lần đầu tiên là về nhà chung á, là em nấu lẩu, là cả gia đình ngồi ăn xong rồi mẹ khen ngon. Là hôm nay mới biết mẹ chế lẩu được ngon á. Mẹ khen cho con gái vui á. Sau về làm dâu thì hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì? Dạ, cái khoản về làm đẹp là hợp nhau nhiều. Chị có chắc hay mua đồ tặng cho mẹ chồng lắm đúng không? Dạ, cũng có mấy ngày lễ 20 tháng 10 là em hay mua mấy cái túi xách hoặc là mấy cái làm đẹp á, làm tặng mẹ. À, dạ. 8 tháng 3 rồi đó. Nói chung là cũng tâm lý. Tâm lý, dạ đó, tâm lý. Dạ. Còn cô thấy mình hợp với con dâu mình điều gì? Tụi nó về rồi thì cũng không ở chung, là tôi cho ở riêng. Dạ. Đó. Thì coi như là tôi thì ở trên này, còn vợ chồng nó thì ở dưới Bình Dương. Nhưng mà được một cái là nó biết chăm chút. Nó chăm con, chăm cái, tự vợ chồng. Thì coi như nó chăm con nó là cháu mình. Mà anh chăm chồng nó thì chồng nó là con trai mình.
nên thôi vậy là được rồi. Thấy vậy là đủ rồi. Cô thấy có điều gì mà chưa hợp với con dâu của mình không? Thật sự mà nói với chương trình đó là từ ngày nó về nó làm dâu tới giờ không có một cái gì gọi là mẹ con không hợp. Điều gì để không xảy ra những cái mâu thuẫn đó? Mẹ em là thuộc tiếp người là thương con, không có bắt con phải thế này, không bắt con phải thế nọ. Từ trước tới giờ là em coi như là em không có làm dâu luôn á. Tại vì hai vợ chồng là ở riêng, mẹ là ở riêng, là không có phải nấu ăn, không phải lo gì cho mẹ hay gì hết á. Hoặc là lễ, hoặc là mấy ngày nhà có đám giỗ rồi này kia thì gia đình về rồi phụ trong nhà làm thôi, chứ mẹ cũng không bắt. Mẹ cứ nói ừ thôi con cứ đi làm. Trong suốt cái khoảng 10 năm làm dâu thì cô thấy chị có thay đổi nhiều không cô? Cũng vậy. Giống à? Như ngày đầu thì chị nấu ăn chưa ngon lắm. Chắc bây giờ chắc cũng dạ, đã. Bây giờ cũng chưa ngon luôn. Bây giờ cũng chưa ngon luôn. Nhưng mà thôi chồng nó ăn được thì kệ nó. Còn ví dụ như lâu lâu mà mình về thì nó làm sao mình ăn vậy? Tại lâu lâu mới về mà. Dạ. Để miễn vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Dạ. Nãy cô còn nói rất là hay, tức là nó chăm con của nó thì cũng là cháu của mình. Dạ. Chăm chồng của nó cũng là con của mình. Đúng là rồi. Sao cũng được không? Dạ. Nó yêu dạ. thương hai cái đối tượng này dạ, là được rồi. Đúng rồi. Cũng thương cái nước, nó cũng tâm lý. Dạ. Nhiều khi 8 tháng 3 cái nó cũng mua cái kẹp thế này thế kia, nó không có đáng. Nhưng mà đó là cũng là tinh thần, là trân trọng á. Dạ. Thấy là nó cũng còn nghĩ tới mình nên thôi thấy cũng quý. Dạ. Đó. À, cô còn nhớ những kỷ niệm nào mà giữa cô với chị không? Có mỗi lần mà nhớ hoài tới giờ là 3 giờ sáng nó đau bụng đẻ là cái thằng cuối cùng á, thằng Út á. Trời, nó nói mẹ ơi con đau bụng quá. Nói ồ vậy hả, vậy coi đi đi con. Mà tôi thì ở trên này đó, thì nó ở dưới Bình Dương, nó đẻ rớt luôn. Trời, ở nhà luôn, rớt ở trong nhà đó. Trời ơi, xong rồi á hả, bà suy ra điện lên nói trời ơi chị ơi con tin nó đẻ rớt rồi. Trời ơi, cứ tôi quýnh quán tôi cũng không biết làm cái gì hết trơn. Tôi cứ đi ra đi vô đi ra vô, mà 3 sáng đi thì phải có mấy đứa nhỏ nó đi sớm quá đó. Dạ. Nó chở cái, trời ơi anh nó chở về tới dưới là 6 giờ sáng, thấy vô trong bệnh viện nằm đấm. Ta nói vô là còn nhau còn đồ vừa mẹ vừa con luôn. Trời ơi. Là ấn tượng tới giờ, cứ thương hoài là như cô vậy. Cô góp ý vào cái chuyện chăm sóc con cái với con dâu của mình không? Không, nó chăm sóc con thì tuyệt vời lắm. Tôi lấy chồng cũng muốn chồng mình cưng, chồng mình thương, rồi tất cả gì mình cũng muốn nắm. Thì bây giờ tôi có một cái suy nghĩ như thế này, con dâu mình giờ nó cũng vậy. Nó cũng muốn được chồng nó cưng, chồng nó thương, rồi thí dụ như nó cũng muốn tất cả, nó cũng như mình thôi. Thì thôi mình trách nó làm chi, kệ nó, miễn nó trời ơi nó nắm mà nên nhà nên cửa thì thôi mình cũng có người nắm. Chứ thằng con trai Út tôi trời ơi nó ăn chơi nó quậy lắm. Đó, mà từ ngày nó có vợ tới giờ tôi cũng cảm ơn con dâu tôi nhiều lắm. Em nên không có gì. Em thấy mẹ chồng mình đáng yêu nhất điều gì? Dạ, cái gì cũng dễ thương hết trơn á, cái gì cũng dễ chịu á. Mà ví dụ như hai vợ chồng em mà cãi lộn á là mẹ bên em là la chồng em, chứ không có phải là bên con trai nha. Là phân tích cho đứa nào sai cái nào, đứa nào đúng cái nào để cho hiểu, rồi vậy thôi là xong. Chứ mẹ không có để trong bụng, hay là mẹ không có la con dâu rồi ngày này qua ngày nọ, hết chuyện là xong, nên là thương. Cô cảm giác đáng yêu nhất con dâu mình là điều gì? Thực sự mà nói thời buổi bây giờ khó khăn, mà con dâu mình nó biết lo làm lo ăn, rồi nó biết chăm chút gia đình như vậy là mình đã mừng lắm rồi. Chứ còn bây giờ không có cầu toàn, nhất là gái ở Sài Gòn mà nó đã biết làm biết ăn biết chăm chút gia đình nó là mừng lắm. Có bao giờ cô tặng đồ cho con dâu của mình không? Có, nhiều khi đi thấy gì đẹp đẹp á mua, thấy nó nhắm nhắm mà nó vừa mà cái mô đen cái mốt rồi đó cũng mua về cho nó. Mua là mua một bọc luôn chị. Dạng như sáng á là đi chợ, đi xuống mấy quầy đồ sida, thấy đồ sida, mẹ em khoái đồ sida lắm, ta che quần ngắn áo thun đầm là mua một bọc lên mặc đi con, thử cái nào vừa thử lấy mặc, cái nào không vừa đem xuống mẹ đổi cái mới lên vừa mặc thử tiếp. Áo khoác đồ này kia là mẹ cứ thấy cái gu của mẹ mà mẹ thấy ok là mẹ mua. Có khi nào mà mẹ mua mình không vừa ý mình không? Không, em không vừa ý làm kêu mẹ đổi cái đó. À. Nói chung hai mẹ con rất là hiểu với nhau. Dạ. Để xem con trai cô nói gì với gia đình nha. Dạ. Yeah. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào mẹ. Chào vợ. Hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con là Lê Thanh Tâm, là con trai của mẹ Xuân, là chồng của vợ Tiên. Thông qua chương trình con muốn gửi lời nhắn đến mẹ là mẹ hãy quan tâm hơn
tới sức khỏe của chính mình, lạc quan và sống vui vẻ. Đừng lo cho tụi con nhiều quá. Chồng nhắn với vợ là hãy bớt nóng tính đi. Quan tâm cảm xúc của chồng nhiều hơn. Với lại vợ ơi, vợ bớt ghen và suy nghĩ linh tinh lại nha vợ. Chồng rất yêu vợ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Yêu cả hai người phụ nữ của con rất nhiều. Con trai của mẹ, chồng yêu của vợ Lê Thanh Tâm. Dạ. Sao? Nghe thư chồng em cảm giác thế nào? Là em không có ghen. Mà cứ nói em ghen, em không có ghen. Có ghen không mẹ? Không. Có ghen đó, có ghen đó. Cũng thông qua chương trình này mẹ cũng khuyên con và vợ chồng á, sống là phải tin tưởng nhau. Mỗi một lần mà vợ chồng hụt hạc thì ngoài cái chuyện ghen tương thôi, chứ còn không có chuyện gì hết. Nhưng mà suy cho cùng á, có thương thì mới có ghen, chứ nếu mà đã không thương thì đâu có ghen làm chi. Dạ, đúng rồi. Đó, làm thử. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ nói bên cạnh con nè là còn gia đình. Đàn ông á thì á hả, ông trời ông xanh vậy rồi. Nhiều khi á, thực sự mà nói ở đây chương trình tôi cũng nói luôn, đàn ông á họ thích khám phá lắm. Nhưng mà họ không thể nào mà người đàn ông mà quên gia đình. Tại vì cái gia đình á là một cái điểm tựa để mà có nơi để mình về. Thông qua chương trình mẹ chỉ khuyên con bớt ghen để cho gia đình vui vẻ. Tại vì á hả, không có gì hết, ba đứa con rồi. Sống với nhau là phải tin tưởng nhau. Đó, tại vì nói đúng là chồng nó cũng đẹp trai, cũng phong độ lắm mà nó cũng liêu trai lắm. Ghen thì cũng đúng thôi. Đó. Nhưng mà là mẹ nói con bên cạnh đó là còn mẹ, còn gia đình. Thành thử là không có lo gì hết. Dạ. Đó. Mẹ có muốn gửi lời gì đến con trai của mình hay không? Còn con trai á thì mẹ cũng muốn gửi lời với con là lớn tuổi rồi, cũng chững chạc lại để làm ăn, đừng có chơi bời nữa. Bớt lại để chăm chút gia đình nhiều hơn. Em muốn nói gì với chồng của em không? Em cũng muốn nói với chồng của em là cũng lớn tuổi rồi. Đừng có nên trẻ trâu nữa. Em không thích đi xe màu xanh lá, màu vàng, màu cam. Em chỉ thích đi xe màu trắng với màu đen thôi. Yêu cầu chồng em sơn xe lại. Đi xe màu trắng, màu cam còn đỡ. Đừng đi màu hường. Màu hường nó thay đổi mệt lắm. Thì hôm nay chị có muốn mẹ mình thay đổi điều gì không? Dạ không. Mẹ em cứ vậy đi. Cứ giữ gìn sức khỏe tốt. Mẹ vui rồi đi chơi với bạn, ăn uống cà phê, rồi đi chùa, làm gì mẹ thích là được. Còn cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không cô? Mẹ cũng khuyên con là thôi kệ, cái lúc nào á mà chồng nó nóng á thì bỏ đi. Tại vì cái tánh á, vợ chồng mà sống mỗi ngày cái nó mới lòi ra cái xấu một chút, mỗi ngày mới xấu một chút. Thì bây giờ đã là vợ chồng thương nhau thì phải chấp nhận cái xấu đó của nhau. Thí dụ như mình á thì mình cũng phụ nữ mình cũng muốn chồng mình quan tâm đến mình. Yeah. Thì ngược lại thấy vậy á, chứ người đàn ông người ta cũng vậy đó, người ta cũng muốn được chăm sóc đó. Thành thử chứ mình đừng nghĩ rằng trời ơi mình sao không được quan tâm chăm sóc, cái đó phải từ hai phía đó, nói vậy. Dạ. Thôi cảm ơn cô với lại em gái đã tham gia chương trình. Dạ, cảm chúc ơn cô và gia đình vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh Linh.